Hello, xin kính chào toàn thể anh em nhé. Em xin chào tất cả mọi người. Ngày mới em xin chúc tất cả mọi người một ngày mới vui vẻ và tràn đầy năng lượng nhé mọi người ơi. Thì kỳ nghỉ lễ cũng đã kết thúc rồi mọi người. Thì hôm nay em lại lên tiếp chim cho mọi người nhé. Hôm nay em sẽ lên cho mọi người một ít. Đây là than đất nha mọi người nhé. Chè than đất, chim gần biết mổ ăn rồi. Đây mọi người, đó. Rồi hôm nay em sẽ lên cho mọi người hai em lửa đuôi dài nhé. Hôm nay em cũng về được hai em lửa đuôi dài đây mọi người. Đó. Hàng này là chim họ bẫy ở bên thủy điện Đồng Nai 3, Đồng Nai 4 nha mọi người. Bên gần Trảng Dài đó. Đó, giáp của Nam Cát Tiên nha mọi người. Bên kia là Nam Cát Tiên. Còn bên này là của Đắk Nông mọi người. Đó. Cách qua con sông thôi. Con sông nhỏ nhỏ. Bữa nay nước nó cạn mùa khô rồi. Để thở nó đi qua bên, nó lội qua được sông sang bên Đồng Nai. Là bên vườn quốc gia Cát Tiên họ bẫy ở gần giáp với bên đó nha mọi người. Đó, về được mấy em này, hai em lửa đuôi dài nha mọi người, chim khá đẹp này, đó, đuôi rất tôm cong nha mọi người, đó, nay em sẽ lên cho mọi người hai em lửa này, rồi, hôm nay em sẽ lên được, hôm nay em có về được một cặp than truyền nhé, than truyền cặp này non này mọi người, một cặp chống mái luôn mọi người ơi, đây, đây mọi người nhé, một cặp than truyền chống mái luôn, đó, mọi người lấy cả cặp thì em bán cả cặp nhé, còn nếu lấy thích chống lẻ thì em bán chống lẻ cho mọi người nhé, và đây, thêm một em ấy nữa, một em chống truyền nữa mọi người nhé. Đây để em lôi ra, vừa nãy nó nước nó vào không, nó dính nó bẩn hết đuôi mọi người ơi. Đấy một em chống truyền, bộ con này thì lớn hơn một chút và con này thì đuôi rất to xòe mọi người, đẹp lắm con này. Đó con này, đó đó hai con đấy, chè hít chè đó, thấy không mọi người, con này này với con kia này, đó con đậu cầu á, đó là hai con chống truyền nhá. Đây là một cặp này, còn đây là một con chống truyền này. Rồi hôm nay em sẽ lên cho mọi người hai em than vít nha bộ, to dài luôn. Chim đã ăn cám cứng rồi, em nuôi được khoảng độ chục ngày nay rồi mọi người nhá. Đây mọi người, to dài luôn. Hàng này hàng khá là đẹp luôn mọi người ơi. Hai em nhá, to dài. Đây một em nữa, đây mọi người, đó mọi người thấy không? Rất to và dài, đuôi xòe, chim đã ăn cám cứng rồi, về mọi người chỉ việc bỏ cám vào cho nó ăn thôi mọi người nhá. Đó, hàng này, các bác hoặc anh em mà gột chơi lên con này thì thôi rồi luôn mọi người ơi. Đó, hai con này, to đẹp luôn, dài nữa chứ. Đây, một em thứ nhất, em này, đó, hai em nhá mọi người nhá. Rồi. Trước tiên thì em sẽ lên hai em than này trước mọi người nhá, hai em than to dài đẹp này trước nhá mọi người. Đây hai em này, đó bộ rất to dài và xòe này. Hai con này thì đã ăn cám cứng nha mọi người nhá. Ok, đây mọi người này, đấy quay cho mọi người, em bắt ra cho mọi người cùng xem nhá. Ok nhá mọi người nhá, em xin tạm dừng video một chút mọi người. Đây mọi người, con đầu tiên này mọi người, chim to dài đẹp luôn mọi người. Đây này, đó móng mỏ tay chân ok mọi người nhá. Đây con này, con này móng giữa có bị gãy một ít rồi mọi người nhá. Đây đấy mọi người thấy không, đây móng của nó vẫn còn nha mọi người nhá. Đó móng này thì dài này, đấy mọi người thấy không, móng ok này. Ui giời, con chim nó to nó dài chưa. Hàng này mà các bác với anh em không chơi thì còn chơi hàng nào nữa. Chim rất là to dài đẹp luôn mọi người ơi. Đây. Đuôi con này khá dài đấy. Ui giời, con này to thế. Hai con nhá, chim đã ăn cám rồi mọi người ơi. Hai con ăn cám rồi. Rất to và dài này. Đây mọi người, thả vào đây nhá. Đấy. Đó. Mọi người thấy không? To đã cực kỳ luôn. 800 một em nhá mọi người nhá. Đấy. Mấy em tiểu mi hot đấy. Mấy em tiểu mi hot kìa mọi người. Kìa kìa kìa. Mấy em tiểu mi hot kìa mọi người. Tiểu mi hot này. Đây em quay cho mọi người này. Mình zoom lên. Đó, con đấy hot nha mọi người. Đấy, con này hot đấy mọi người. Hot đấy.
Rồi ok mọi người nhá. Đây để em quay con than mọi người nhá. Rồi đây mọi người. Ui xưa. Chim to dài đẹp chưa mọi người? Này. Nhìn đã chưa? Ui con chim nó to nó dài phải nói. Khá dài và đẹp. Ôi thôi chết rồi, con này bị gãy móng rồi, nó nhảy. Gãy mất móng rồi. Hỏng rồi. Con này hỏng mất móng rồi. À, nó nhảy gãy móng luôn mọi người ơi. Vẫn còn cùi nhưng mà gãy mất móng rồi. Nó nhảy dữ quá mà. Cho lồng đấy mà nó vẫn nhảy gãy này. Đây, cái móng này nó cũng gãy mất một nửa này. Còn một nửa này mọi người thấy không? Đó. Con này rất to luôn. To dài lắm mọi người. Con này to dài, chim hót rồi. Con này hót rồi nha mọi người. Con này to lắm. To mà dài kinh khủng luôn con này. Chim đã ăn cám rồi nha. Em nuôi đã ăn cám rồi mọi người. Rất to và dài luôn. Trời mọi người. À, to dài đẹp thật. Con này bộ to như cái con mà hôm trước là con chim than mồi của em vậy. To như vậy. Đuôi con này xòe như thế luôn. À, con này to gần như con họa mi với con khiếu ấy, mọi người ơi. Than Đắk Nông công nhận to dài dã man luôn. Con này bị mất móng à. Thôi con này chắc em để lại nhá. Em để lại em nuôi chơi nghe hót vậy. Con này nó hót rồi mọi người. Chim ăn cám rồi. Đây mọi người. Cho mọi người cùng xem. Đó. Đây. Con này rất to dài đẹp luôn. Đó. Còn con này em bán 800 mọi người nhá. 800 con này. Đó. Chim rất to và dài luôn nhá. Đó. Còn con này thì em để lại thôi mọi người. Để lại nghe hót nhá mọi người. Mất móng thì em để lại thôi. Ok mọi người nhá. Con này thì em sẽ để lại. Để lại để nghe hót. Còn em bán cái con bên này nhá mọi người nhá. Đây con này. Con này thì to dài đẹp rồi mọi người. Đó, chim rất đẹp luôn. Đó mọi người thấy không. Đuôi dài chưa. Đuôi khá là dài. Mọi người khá là dài luôn. Rồi con này 800. Tiếp tục đến là một em chim chuyền đây nữa. Đây nhá, chim chuyền đây mọi người. Đây một em chuyền đuôi xòe rất đẹp luôn. Than chuyền trống nha, than chuyền Đắk Nông. Em thì hiện tại ở Đắk Nông mọi người nhá. Địa chỉ của em là xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức của tỉnh Đắk Nông mọi người. Đó. Đây mọi người, chim rất đẹp. Đây em bắt ra cho mọi người cùng xem nhá. Một em than chuyền trống nhá. Đây mọi người. Một em than chuyền trống này, chỗ lông báo rất nhiều rồi này. Đây mọi người. Trên đầu này. Đó, trên đầu này. Đó, lông báo ra rất nhiều nhá. Những con hàng như này thì là chuẩn trống 100% rồi. Còn những con mà chim bé bé non non ấy, nhiều người bảo bao trống nhưng mà nhiều khi xem phân biệt mấy cái mỏ rồi cái ước rồi là nhiều khi cũng chưa đúng đâu mọi người ơi. Cho nên em không dám bán kiểu vậy mọi người ạ. Bán kiểu vậy về mà không sau này lại nuôi không ra phải trống thì ra mái thì lại mọi người lại nói lại chửi là mất uy tín cho nên em không dám đảm bảo như vậy mọi người nhá. Chỉ có những con hàng mà nó ra lông báo như thế này là chuẩn như này thì bắt đầu mình mới biết chính xác được mọi người. Đó. Con này nhá, con này thì 450 mọi người nhá. Đó. 450 em này. Ok. Đấy. Đẹp. Rồi, bên này tiếp. Đây, tiếp đến là một cặp than chuyền trống nha. Cặp này thì non hơn này. Đây, cặp này trống mái. Đây, để em bắt cho mọi người cùng xem nhé. Rồi, đây nhá mọi người nhá. Đây là một cặp than chuyền trống mái đây mọi người. Đây mọi người, nhìn này. Đó, con này con mái, con này bạc hơn này. Con này trống này, đen này. Mọi người thấy không? Đấy, con này ra lông báo này. Đấy, lông báo đây mọi người. Đấy, mọi người thấy không? Đó, lông báo đây nhá. Đó. Còn con này thì không này. Đấy, mọi người thấy không? Đó, một cặp trống mái này. Đấy. Cặp trống mái nhá. Con này thì non này, đẹp này. Đấy, con này thì em để giá là 400 nhá. Còn cái con lúc nãy là con chuyền to hơn kia là con đấy là 450 mọi người nhá. Đây, con này là 450 này mọi người. Đó, con này thì lớn hơn, già hơn, đẹp này. Đuôi xòe đẹp này. To hơn thì là 450 nhá. Còn con này thì em bán là 400 này mọi người. Còn con mái này. Đây mái nhá.
Rồi, mái con này thì ai mua 200 mọi người nhá, 200. Đó, mái chuyền với là chống chuyền, một cặp luôn. Đó, một cặp như thế này thì em bán là 600 mọi người nhá. Một cặp 600. Đó. Con chống chống chuyền này thì em bán 400 mọi người nhá. Đấy. Đây em thả vào đây nhá. Đó. Rồi ok mọi người nhá. Rồi, tiếp đến là em che lửa đây mọi người. Che lửa. À đây. Em có về được một ổ chim hồng tước mọi người ơi. Hồng tước non này, đây mọi người, ổ này. Ổ của nó thợ mới đi lấy về được một ổ đây mọi người. Cho mọi người cùng xem ổ hồng tước này. Đó mọi người thấy không? Nó làm trên cành cây luôn nhá. Mọi người nó trang bị này. Mọi người nhìn rất khó, thợ bảo đi nhìn thấy nó cứ bố mẹ nó cắp mồi vào mới biết chứ còn không là không biết đâu. Đây mọi người, rất đẹp nhá. Đó, đây để em bắt ra cho mọi người cùng xem nhá. Hồng tước nhá. Ổ ba con lớn rồi mọi người. Úi giời, nó nằm nhìn đẹp chưa? Ba con hồng tước nhá. Đó. Rất đẹp luôn. Khá là đẹp. Mọi người nuôi từ chim non nuôi lên như này thì nó ăn cám ăn sâu là khá đẹp rồi mọi người. Đấy, nó ăn về mọi người tập cho nó ăn cám như này thì nó rất là hay này mọi người nhá. Hồng tước này. Con hồng tước này thì ít khi gặp lắm mọi người ơi, ổ hồng tước non này rất ít khi mà gặp được những ổ chim non như thế này nha. Về mọi người chăm ngay từ đầu cho nó ăn cám thì nó rất là ok, sau này nuôi nó rất là dễ luôn nha. Ổ như thế này 250 một em mọi người nha, 250 một em. Đó mọi người nha. Đấy, thì mọi người mua ổ này thì liên hệ em nha. Ổ này em có 3 con thôi mọi người, 250 một con. Chim rất là đẹp luôn mọi người. Đó. Về mọi người chăm loại này thì sau này nó thuần và nó ăn cám. Nó dễ rồi, mọi người cho nó ăn cám ngay từ lúc bé thì là nó biết ăn cám rồi. Còn nuôi chim bổi thì cái loại này nó vào cám nó hơi lâu thôi. Vào cám nó rất là lâu luôn nhé mọi người. Chứ còn nếu mình nuôi từ chim non như thế này thì nó dễ vào cám lắm mọi người. Đây, một ổ ba con nhé mọi người. Đây mọi người. Nhìn cái màu lông xám 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 xám, nhìn trên lông nó tưởng là con bách thanh nha mọi người. Cái bụng nó vàng này mọi người. Con bách thanh thì nó không phải nhá. Bách thanh thì màu lông nó xám xám hơn. Đó, đây, ba con, ổ ba con rất là đẹp. Loại này chưa biết chống mái mọi người nhá. Mọi người nuôi về nuôi thì nó phải lớn lên, khi nào nó ra lông báo thì bắt đầu lúc đấy mới biết được là chống mái mọi người. Chứ còn bây giờ nó non này chưa biết được chống mái. Đấy thì em bán cả một ổ như thế này. 250 một em. Đó mọi người mua thì liên hệ em nhá. Đó, ok mọi người nhá. Đó, một ổ bách thanh này. Đó, rất đẹp luôn. À đâu, quên, một ổ hồng tước chứ. Chim hồng tước nhá, không phải là cái con hoàng tước đâu nha mọi người. Hồng tước là chim nó to mọi người nhá. Đó, hồng tước. Rồi, tiếp tục sẽ đến là che lửa đây mọi người ơi. Một em che lửa đuôi dài đây mọi người. Khá đẹp. Đó mọi người nhá. Đây xe lửa để em bắt ra mọi người nhá, đuôi dài đây. Rồi ok mọi người, đây là một em xe lửa đuôi dài. Nhưng mà con này thì bị lỗi móng mọi người ơi. Con này lỗi móng giữa là bị mất móng giữa rồi mọi người. Móng giữa bị mất rồi. Đây mọi người. Móng giữa bị mất nhá. Đó. Con này móng giữa mất này, còn những móng khác thì vẫn ok mọi người nhá. Đó, đây, móng nước những cái móng bên này thì ok này. Đó. Rồi bản đuôi của em nó thì rất là tôm cong rồi mọi người này. Con này rất tôm cong nha mọi người nha. Đây. Đó mọi người thấy không, đuôi rất cong nha. Con này rất tôm mọi người. Đây là lửa của Giáp với Nam Cát Tiên mọi người nhá. Này, đó. Họng đen mỏ mỏng. Đây mọi người. Họng đen này, mỏ mỏng. Đó. Đầu xa là cổ bé thắt lại nha mọi người. Đó. Bản đuôi thì rất là tôm cong nhé mọi người nhá. Đó. Đây. Đấy, già, mỏ mỏng nha mọi người. Mỏ rất mỏng này. Đó, họng đen. Con này phải nói chim già đấy. Đuôi có tôm nhé, cong nhá. Rồi, con này mà mất móng giữa thì mình sẽ bán giá tính tiền giá khác mọi người nhá. Khi mất móng thì nó khác với chim còn nguyên vẹn mọi người. Đây em đo từ đây mọi người nhá, đo từ đây này, đo lên này, đây. Đó.
Ô, con này nuôi 19 năm mọi người ơi. 19,5 nhé mọi người. Đó, 19,5 lên gần 20 rồi. Đó, 19,5 nhé. Đấy, con này thì mất móng giữa thôi, mất móng giữa. Các bác anh em mua thì liên hệ em nhé. Con này nuôi rất tôm cong này, dành cho các bác hoặc anh em nào mua về thả vì ghép hoặc chơi nghe hót thôi. Đó, rất cong nhá. Con này em sẽ để giá cho mọi người là 500 nhá mọi người. Thôi 500 con này nhá. Hàng này là lửa là của bên Giáp Nam Cát Tiên cho nên là mọi người yên tâm nhá. Chim này về nó giọng rất là hay và đuôi rất là cong tôm. Có giọng thuốc Lào, giọng dây chứ không như hàng lửa căm mọi người. Tiếp đến sẽ là em này nhá mọi người. Đó. Này. Ồ, chim hồng tước mọi người nhìn thấy không? Màu của nó ngụy trang như màu lá cây mọi người, rất là khó phát hiện nha. Đó. Đó, đây là con hồng tước nha. Mọi người mua thì liên hệ em nha. Rồi tiếp đến là một em lửa nữa nha mọi người nha. Đây lửa đây. Rồi ok mọi người, tiếp đến là một em lửa nữa nha mọi người. Con này thì móng mỏ tay chân thì đầy đủ đẹp rồi. Con này đây mọi người. Trước tiên em bán thì em phải quay cho mọi người cùng xem là móng mỏ tay chân của em nó như thế nào. Có bóp cầu đều không hay là đơ hoặc là vênh như thế nào mọi người nhé. Đấy đây. Chim đẹp này. Con này đẹp chưa mọi người. Mỏ mỏng này. Đó, đẹp nhá. Đó. Rất là đẹp nhá. Chim đều là dáng xẻ ấy. Bé mọi người. Đấy con này cũng đẹp này. Đuôi này. Đó, đuôi con này không tôm mấy bằng con kia nhá mọi người nhá. Đuôi con này cũng có tôm nhưng mà tôm không bằng con kia mọi người. Nhưng mà con này thì được cái là không tật lỗi gì mọi người. Này. Đấy, rất giữ chim, con này cũng mỏ mỏng, mỏ rất là đẹp luôn. Đó, cũng dạng, thuộc dạng chim già mọi người ơi. Họng cũng rất là đen nha mọi người, họng đen này. Đó, họng đen nha. Chim già thì nó có nhiều giọng rừng mọi người, nhiều giọng rừng, giọng hay của nó, giọng dây. Nó rất là đẹp luôn nha. Đây, để con này em sẽ đo cho mọi người xem con này đuôi của em nó được bao nhiêu mọi người nha. Rồi là báo giá luôn. Có em tiểu mi kia hot ghê quá mọi người ơi. Để vài hôm nữa em quay cho mọi người nhá. Này em bận quá. Đây mọi người nhá, mình đo từ đây nhá. Chứ không phải là từ phao câu nó nằm trên mọi người. Đó. Bấm giữ từ đây nhá mọi người. Rồi, con này thì đuôi 18 mấy, gần 19 à. Đây mọi người. Đuôi cứ lên gần 19 à. Một đuôi gần 19 còn một đuôi thì 18 năm mọi người ơi. Đây, cái đuôi này thì 18 năm này, còn cái đuôi này thì nó 18,8. Đó. Con này nhá, mọi người. Đó, con này thì cũng đẹp đấy, con này. Con này thì em để giá 500 mọi người nhá, 500 con này chim rất là bé nhỏ nhỏ mọi người ơi. Con này bộ sẻ nhỏ xíu luôn. Đây là mọi người. Này. Rất là bé nhá mọi người nhá. Đó. Lửa này là lửa Giáp với Nam Cát Tiên cho nên mọi người yên tâm là về chỉ vài hôm là nuôi là nó hót, nó ra giọng, nó chơi rồi. Con này cũng 500 mọi người nhá. Do con này đuôi nó ngắn hơn con kia chút. Nhưng mà con này thì không tật lỗi đẹp. Con này cũng 500 mọi người. Mọi người mua con nào thì liên hệ em này. Con này thì đuôi thì khá dài này. Con này đuôi thì 19 mấy rồi. Đó mọi người nhá. Thì con này em bán 500 này. Con này nếu mà cái móng giữa mà không tật lỗi thì con này thì giá tầm 700-800 mọi người. Đó. Rồi còn đây là cái gì nhỉ? Đây là chè đất mọi người nhá. Chè đất. Chè đất nuôi từ non lên mọi người. Chim gần biết mổ ăn rồi mọi người ơi. Đó, chim gần biết mổ ăn rồi. Đó mọi người nhá, 200 một em. Mọi người mua thì liên hệ em nhá. Toàn bộ đây đều là chim trống hết mọi người. Trống thì là cánh nó màu trắng mọi người ơi. Cánh nó trắng ở cánh nhá. Còn mái thì nó cánh nó không trắng mọi người. Đó. Rồi, đây mọi người ơi. Đó, ba em màu bạch của em bữa nay bắt đầu biết đứng cầu rồi mọi người ơi. Ba em màu bạch nhá. Đó em nuôi từ có mấy hôm rồi, bắt đầu hôm nay là biết đứng cầu rồi. Đó rất là đẹp luôn. Chim nhá mọi người. Đời em cứ pha cám như thế này này. Cho nó ăn. Kết hợp với dế nữa mọi người nhá. Kết hợp với dế cho nó ăn nữa là ok. Đó. Đó mọi người thấy không. Em chăm cứ như thế này thôi. Đó, chim rất khỏe mạnh luôn mọi người, mập mạp. Mọi người đừng có cho ăn cám không mọi người nhé, ăn cám không nó không đủ chất đâu mọi người. Mọi người phải cho kèm theo dế hoặc là các loại khác nha mọi người, chứ đừng có
cám không này, cám không là con chim nó suy dinh dưỡng và nó rất dễ hay bị liệt mọi người ơi, liệt chân nhé. Đó. Chim này thì em chăm chim non thì em biết chăm rồi, cho nên là em cho nó ăn đủ chất cho mọi người, đủ các loại thức ăn, cho nên là chim nó rất là khỏe mạnh. Đó. Con này chỉ tầm tuần nữa là ok rồi, một tuần nữa thì chắc chưa đến tuần nữa là khéo biết mổ rồi mọi người ạ. Đó, ổ màu bạch này, rất khỏe, đẹp nha. Đấy mọi người. Đó, đây mọi người nha, bắt thử ra cho mọi người cùng xem này. Đó, chim rất đẹp luôn mọi người ơi. Trời, đó, đẹp chưa? Màu này là màu bạch tinh mọi người nha. Tách đỏ nha, tách của nó đỏ. Và cặp đó là bố mẹ là mí lửa mọi người ạ. Cặp đó là bố mẹ mí lửa nhá. Đó. Màu bạch tinh này, đít đỏ và má đỏ nhá, chứ không phải màu Indo hoặc là lai Indo mọi người nhá, mà đây là màu bạch. Đó. Chim rất đẹp chưa mọi người. Đó. Khỏe mạnh ok rồi. Đó. Thì khoảng là mình cứ cho nó ăn cám này, kết hợp với cho nó ăn thêm vài con dế nữa mọi người. Em cho nó ăn dế nữa nhé. Đấy, em cho nó ăn dế chứ không phải là ăn mỗi cám không này đâu, ăn cám không này không là kho là thiếu chất đấy mọi người ạ. Đó. Đấy, đây con này nữa nha. Đó. Đây mọi người, con này màu mí đang ra này, mí đỏ đỏ đang ra đây mọi người. Đó, đây, mí lửa đang ra này, đỏ đỏ đây mọi người. Đây, quay sát đó, cái màu của nó đang ra, đỏ đỏ đang ra đây. Đó, mũ chuẩn bị lên. Đó, rất đẹp luôn mọi người nha. Đó, em nuôi chỉ vài bữa nữa là ok rồi. Đó, 3 con. Đó. Nuôi vài bữa nữa là ok là em sẽ bán mọi người nhá. Rồi ok. Rồi clip của em hôm nay thì xin tạm dừng ở đây. Mọi người mà có nhu cầu những em nào thì liên hệ em nhá. Đặc biệt là một ổ hồng tước non này này, lâu lắm mới có hồng tước non mọi người ạ. Đấy, hồng tước non này, đói há mồm này. Hàng này rất là khó nhá mọi người nhá, khó kiếm đấy. Kiếm khó tìm đây mọi người ơi. Ok mọi người, xin chào tất cả mọi người nhá.